Hôm nay em mời anh Duy Hà Nội phố và chị gái hàng xóm thử quả bún mọc thất truyền đi. Ống xịn đấy. Ông mà bắt bài rồi, chúng ta không dám đưa linh tinh rồi. Bắt bài còn gì nữa. Bắt bài để lấy luôn cái đầu thăn. Trời chồng. Vai đầu thăn và vai đầu giòn. Thôi thôi, bị bắt bài rồi là. Quý vị nhá, nhiều quý vị cứ bảo là anh Duy hay đến nhà mình. Thực sự là trước những video mà làm một cái gì đấy là mình phải qua gọi là hai anh em cũng là bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng rồi. Đúng rồi, để tạo lên một cái video nó lý thú và ai cũng vui vẻ với nhau khi mà xem xong video. Ê quý vị ơi, nấm mình sẽ ngâm sẵn rồi, đem ra chợ nhờ người ta xay hộ hiểu không? Làm ít mọc đấy, đem ra chợ xay chứ ở nhà giã thì lại tóe mồ hôi đấy. Xin chào mọi người, hôm nay mình có nấu món bún mọc thất truyền đi, vì cái món này thực sự ra là không có người bây giờ người ta nấu với cả người ta bán nữa rồi. Và mình cũng nấu món này qua cái nhớ bà nội mình là hồi xưa rất hay nấu món này để đãi những người khách ở nước ngoài hoặc là ở miền Nam ra. Quý vị theo mình đi chợ nhé, và hôm nay có một khách mời đặc biệt là anh Duy Hà Nội phố, mình muốn mời anh ấy về nhà mình để thẩm định. Đây, nấm với cả hành khô đây rồi. Mình hôm nay đi chợ sẽ là đi chợ ở phố Hàng Vải luôn. Có mấy hàng giò trước, rau cỏ mua tại đấy luôn. Rồi ra chợ Thanh Hà mình làm con gà. Ui quên mất, lấy quả bát nữa. Đựng giò sống. Đấy. Không biết là người đẹp bán hàng hay là con dâu bán hàng. Chán để giờ chợ bú kiểu này. À, lợn đi. Lợn này, cô mơ này. Trai tài gái sắc như này, cái lợn mới liếc. Cậu béo đi. Cô ấy cho cháu 50.000 vừa chả quế vừa giò lụa không thái trước gì nhá. Một miếng chả hai khoanh giò. Hai khoanh giò. Đây, quý vị này, trông giò chả này, ác chiến không? Đây, nó vào đây. Đấy, làm thử viên này này. Đây. Hai khoanh. Hai khoanh bằng nhau. Mai mùng 1 hả cô? Mai mùng 1. Mai mới thắp lửa, mai mới sang. Cho tôi để ngoài không cho tối. Giờ mọi người nha, đây là gọi là mafia giò chả nhất phố Hàng Vải á. Nổi tiếng rồi. Quay rau chị mơ lên cho nó tè tua đi rồi. Có nhưng mà mơ phải chị phải đeo khẩu trang ra. Bán rau xinh dã man luôn mà. Cứ đeo khẩu trang. Bia. Cho cháu 60.000 đi, vừa giò lụa vừa chả quế, nhưng mà đừng thái nhá. Đấy thêm một khoanh này đây cô ơi. Khoanh này nữa. Vâng. Con đây là bao tiền cô? Đấy, hôm nay mua hàng giả tiền lịch sự rồi. Hôm trước tới đây tôi toàn nợ. 20.000 giò sống mỗi cô ơi. Chị mơ cho em 5.000 vừa ảnh vừa mùi nhá. Còn ai? Hai cái này 8 lạng cháu này. Vâng, bao tiền cả cô? Cả 20.000 giò sống, 20.000 giò sống á. Quý vị thử chiêm ngưỡng quả sắc đẹp của chị ăn rau của ông Vải nhá. Được rồi. Lả lời là phết đấy. Đẹp không? Bao tiền đấy hả cô ơi? Thế là đi 150 thôi. 150 là phải vay ngược lại 350 để mai ra trả 500 như. Giò sống đây đúng không mọi người? Ừ, hôm nay ăn giò sống với cả. Ăn món gì đây? Hôm em làm bún mọc thất truyền. Bún mọc giống hồi xưa bà Văn bà làm ấy. Đấy đấy, cởi khẩu trang rồi đấy quý vị nhìn thấy chưa? Ơi, mơ. Hay quý vị. Ăn được cày không?
À là khuyến mại cặp bánh dày hả cô? Ok, giảm. Thế thì cho luôn một cặp đi. Hai cặp. Đấy. Em caramel này lại được ăn bánh dày hả quý vị ạ? Mua giò lại được ăn thêm bánh dày. Hồng ơi, Hồng cho anh 10.000 bún luôn. Đang quay giò chả cho tự. Ừ. Cho anh 2 cân luôn đi. Cho anh 2 cân bún nữa. Ăn ở đây hay là mang đi? Không, ăn ở đây nó mới nấu ở hàng ngoài mà. Còn lấy gì nữa đâu nhỉ? Bún nhỉ? Nó xem bún không? Đấy ra đây. Cho anh 2 cân đi Hồng ơi. Đấy, bún rồi quý vị ơi, đủ hết rồi. Rồi ra làm cái cặp bánh dày giò nữa. Để đây đã nhá. Ôi đây, đâu à? Đây. Tí quên. Là cô cho cặp bánh dày đây. Đây, từ. Đây giải trí cháu. Hôm nay em ăn chả hay là ăn giò bò hả? Caramel. Em chả. Ăn gì? Cho ăn chả đây cô ơi. Cháu thì ăn một cái mẩu ấy thôi nhá. À, một chiếc này thôi nhá. Úi dồi ôi. Cháu khi ăn một chiếc ăn một đôi. Cháu này, cậu em này một đôi đi. Một đôi nhá. Mời quý vị đi. Bánh dày giò chả, cố không phải. Clip giới thiệu hàng chả cũng này đấy. Mời tiếng luôn rồi. Đây của cháu đây, nào. Đây, ăn đi. Hai anh em về nhà anh ăn nhỉ? Cháu chị mở ảnh nó ra đây xem nào. Chị có bộ khung không? Hay là lấy con to này. Lấy con to nhiều thịt. Con này nhé. Lấy ảnh con này đi. Con này còi đấy. Con này nhé. Vâng. Con này nhiều thịt hơn. Gà mấy đồng hả chị? Bán cho cô có 80 hơn đấy, đắt cho cô đâu. Con này 90.000. Không có đầu à? 5.000. Không, đầu vừa chặt đi rồi. Con lấy đầu, chặt đầu khang con này sang cho. Con rồi, chặt đầu con này sang cho. Thế bây giờ lấy đầu. Đầu nả đây đây hơn 9 chục, lấy 9 chục cái này. Rẻ nhờ, gà đéo gà rẻ thế. Thế em ra em đều bán hết. Em của chị đây. Rau chứ nhà em mang lên bán rau với chứ. Thì say không cô ơi? Có say chưa say ạ? Đây, liền thích say rồi thì lấy mà chưa say cũng được. Em chưa say. Đây. Chị đã ép gì em? Nạc vai mấy đồng hả chị? Nạc vai 14 em ạ. Được gì? Đây được cái này nhá. Nạc vai chị ngon. Cho em 2 lạng đi. Okay. Chị say 2 lần cho em nhá. Cái này. Say em sợ mỡ à? Đây không phải nạc vai đâu chị. Nạc vai xịn được chị mua. Không, đây đầu vai. Em thích ăn đầu này nhá. Ừ. Cái này hơi lạc đây này. Chị ăn thấy kia thăn đã ăn là lạc vai. Vai đầu thăn thì đây nó là liền nếu lại cái đầu này thì nó ra. Chị ơi em ở chợ ba mấy năm rồi sao mà chị cắt thịt tan thì thành lạc vai được. Em này cắt chuẩn luôn này. Chị xay cho em 2 lần, xay em cả mục nhĩ là mương rồi nhá, cả hành này nhá. Đúng rồi, tưởng mua nhiều mà chị mua 2 lần. Thôi thì thôi. Em làm mọc mà. Cối em phải mua nhiều mình sẽ nhân cối sợ em cối không? Sợ dính vào cối. Dính vào cối thì xay cái này trước, xay thịt ra sau, đơn giản mà. Chị xay em này. Cái gì chị không lên hôm nữa. Bao tiền là chị gái? 30.000. Chị bán mua được 14 thì lấy cả cân cơ, lẻ 15. Xương ống bao tiền à? Xương ống là chị bán 40.000 một cân. Ống cho nó... Ống xịn luôn, không nhập xương linh tinh vào. Ống là ống. Làm rất lẩu à? Ăn lẩu, ăn lẩu bán. Em làm bún mọc anh ạ, bún mọc thất truyền. Này, cân tươi tỉnh em ạ.
ống xịn đấy. Mà bắt bài rồi chúng ta không dám đưa đi tinh rồi. Bắt bài nó còn gì nữa. Yêu mười ba. Lạc vai để lạc vai để lấy luôn cái đầu thăn trời chồng. Vai đầu thăn và vai đầu giòn. Thôi thôi bị bắt bài rồi là không được cãi nữa. Gà với lợn rồi bỏ riêng. Cho em vào một túi to chị. Đây đây làm ít bóng bì đó nè. Cô bạn bạn bóng ơi, cô ơi. À nó ít bóng ấy. Chứ ít bóng ạ. Cho 20.000 đi cô. Ôi cũng được bà cháu thì điểm tí thôi cô ơi. Cô cháu gửi. Điểm tô tí thôi. 55.000 một lạng là mấy hoan. Ờ cháu ít thôi mà. Vâng, cô cắt cho giúp cháu vậy. Vâng. Cắt ra cho nó nhanh. Đấy đấy, cái mẫu ấy có khi vừa đấy. 30.000 đưa 10.000 đấy. Đây đây đây. Để cho đỡ, cô đỡ phải cắt đúng không? Cho nó ngon. Vâng. Cô cho nó xin cái túi bóng à? Để nấu canh à? Vâng. Để đấy, bóng bì này quý vị. Thôi quý vị ơi, đủ đầy đủ lễ bộ rồi. Về thôi. Bóng bì này, bây giờ mình đem vào nó ngâm. Ngâm với cả nước lã này. Ngâm một tí là bóng nó nở ra mà. Tranh thủ ngâm bóng ta trần xương mà luộc gà luôn quý vị ạ. Phải về cái bếp dã chiến đây rồi. Trong lúc này tranh thủ ta lại làm mọc nữa cơ. Hôm nay nhiều công đoạn quá quý vị ạ. Bảo sao món này nó thất truyền nó cũng đúng thôi. Đấy, quý vị ơi, mọc nhá. Mọc thì gồm có đấy lúc ấy là mình thịt xay này, hành khô này, nấm các thứ đủ hết rồi. Này ta trộn với cả giò sống. Đây là giò sống này quý vị ơi. Đây là mọc. Đó, trộn với cả giò sống. Cho thêm ít nữa mà. Cho gia vị quý vị ạ. Gia vị. Vị chính. Ta trộn rồi thôi, ta cứ trộn luôn bằng ngang tay này chứ. Thì thiết là gì cho nó lích kích nè. Đây là làm mọc này. Đấy, còn thiếu một vị hạt tiêu. Đó, hạt tiêu giò mọc rồi. Hôm nay việc có khá nhiều nên là ta phải luôn tay luôn chân. Món này thất truyền vì làm sao quý vị biết không, nó quá nhiều gia giảm. Chắc là cái này mà mở ra mà bán hàng mà làm món này chắc là chỉ có ra sông. Không có lại. Rửa gà. Đấy, có con gà đây, gà di đây. Con này vẫn bé quá. Quý vị này rửa bằng muối này. Muối cho sạch. Sát muối hả? Tắm xong rồi cho em tọa lên đây thôi. Và đây là tiết cho vào nồi. Đây, đợi nồi nước xương là bây giờ ta rửa xương nữa. Rửa xương nữa. Không, chân trước xong rồi rửa. Mùi mọc thơm lắm. Được. Đây đĩa còn có giò sống để thả đấy nhá. Thái giò lụa mới là thái giò quế nhá. Một cho là 150. Đắt đấy, giò chả này đắt, chả quế này quý vị ơi. Thơm lắm. Thơm hay không thơm, thử một miếng. Thơm lắm. Em ăn thử miếng không, caramel? Xẻo cho miếng này. Đây chả quế nhá, mình sẽ thái như này. Thái chả quế này. Chả quế thái bát này nhá. Đấy. Thái bát này. Mà cứ ăn to nói lớn đi cho nó sướng nhá. Còn đây là giò lụa quý vị nhá. Giò lụa mình thái như này. Cắt ra cho thành hình bán nguyệt này. Để to luôn ăn nó sướng này. Đúng rồi này. Đấy nhá. Đấy, cho lụa chỉ thái đúng ngày thôi này. Rất nhanh gọn. Món này là thực sự
mình muốn tâm sự với cả quý khán giả là món này mình làm món này là mình tưởng nhớ đến bà nội mình. Tưởng nhớ đến bà nội, hồi xưa bà nội hay làm món này lắm. Hồi bà còn sống ấy, hay làm món này để đại khách nước ngoài hoặc là khách miền Nam về. Rồi, bây giờ xong nhá, thì mình sẽ bày ra. Hãy tạm đây. Bún miệng cho đấy. Giờ nồi nước đang sôi rồi. Đấy, sôi sục sục rồi. Ta cho xương vào luôn. Rồi ta lại trần, ta rửa lại. Quý vị biết thấy là ta mình mua thêm xương lợn không? Cho nó ngon đấy quý vị ạ. Chưa một con gà di bé tẹo vậy thì nước làm sao mà ngọt được. Cứ phải thêm ít xương ống rồi nữa. Chắc phải làm cái nồi to mới luộc được con gà này. Mẹ ơi! Mẹ có cái nồi to cho nó mượn nó luộc con gà cái. Cho mượn nồi to. Đấy, quý vị ạ, không có mẹ ở nhà đậu phụ là cũng khó làm ăn được gì lắm. Vâng, là đấy cho xin. Bún mọc là cần nhất của nó là nước trong. Tí nữa mình sẽ nước của mình, quý vị nhìn xem trong vắt luôn. Đấy, con mua thêm cả ít xương ống nó nun cho ngọt bạn. Chứ một con gà này thì ăn thua gì. Đấy, đây là đang trần xương này, trần sôi sùng sục lên. Sạch. Ui lấy rồi này. Bà con xin. Này thế. Đây quý vị nhá. Gà rửa rồi này, cho vào đây. Sôi rồi này, đã đổ ra ta rửa này. Đó. Rửa sạch sẽ nhá. À, cho đây, đun cùng với cả gà. Luộc gà luộc xương này thì đun luôn từ nước lá quý vị nhá. À, sạch lắm rồi. Sạch quá vớ vẩn lại mất ngọt đi này đun. Mọi quý vị có thấy mình toát mồ hôi được không? Mình toát nhỉ, mình tóe me. Đây, cho nước nó ngập ngập qua lưng con gà là được. Xong bây giờ công đoạn ta đậy nắp. Khi mà sôi ấy, thì ta phải mở nắp ra không nước nó sẽ bị đục nhá. Là xem bóng bì bóng biết là mềm rồi đấy, mềm rồi đấy. Đây là ta sẽ cắt ra. Cắt những miếng như này. Bóng bì đây. Bóng bì này hôi lắm nên là ta phải có công đoạn tẩy nhá. Thì mình cứ cắt này ra xong mà mình sẽ tẩy sau quý vị ạ. Từ bì lợn ấy, nó gọi là người ta gọi là bóng bì mà. Chiên giòn đấy. Anh người ta phơi hay sao ấy. Thực ra anh chỉ biết ăn còn người ta nguồn gốc người ta làm nào mình cũng không biết. Bây giờ ta tẩy hôi bằng cách như này này quý vị này. Rượu, cả gừng. Còn ta tẩy thì nếu mà đây là ta tẩy bóng bì thì chả cần phải cạo vỏ cả biết đâu. Đập nát. Cho vào đây. Hồng hôi lắm, bóng bì này. Không biết mình tẩy này có đúng cách không? Đấy, theo cách của ý kiến của nhà mình hay ăn thì hay tẩy nhỉ. Gà sôi rồi, úp ngửa nó tí, tại là ngửa lên nữa, cho chín đều. Ta xiên vào này, xem nó chín rồi, xiên này là chín rồi. Chín rồi. Đặt lại. Cho nguội. Xong rồi tí ta sẽ lọc. Lọc gà ra. Ta sẽ hớt hết các cái nước béo vào đi. Đấy, các bạn thấy chưa? Nồi nước xương cực kỳ là trong. Đun xương rồi ta hạ lửa nhá, đấy, ninh rồi xương nó ra hết chất ngọt. Ta cứ đun như này nhá, để mở vung này này. Không là đục nước nhá quý vị nhá. Bà xử lý cho con gà phát, gà ngon không? Mẹ mình lọc. Không mình lọc thì chắc là xương xiếc nó vẫn còn dính vào thịt thì nó bị hơi bị lục tốn nhá. Nói về cái phần lọc gà này nó hơi bị khó một tí không? Đấy, còn lấy cho mẹ cái đĩa rồi mẹ để sẵn ra đúng không? Phải đeo kính không mày? Không. Khéo vậy. Cầm
kéo lại chết rất là tay không? Mùi đấy, như là lọc gà. Nói chung phần lọc gà là khó phết đấy. Sau hồi xưa mẹ mình cũng bán phở gà, không biết bao nhiêu nồi phở gà mình mới được to béo như này đấy. Cảm ơn mẹ nhá, cảm ơn bà nhá. Trời ơi, mẹ anh định tôi. Cái kiếm này không bỏ đi ạ? À? Cái kiếm này, phần kiếm này không bỏ. Kiếm bỏ nó bỏ thế nào? Đấy. Thế là làm lọc đôi cánh trước ạ? À? Ừ, bây giờ phải lọc cánh trước. Thực ra hôm nay đi chợ này con gà này là mẹ mình cũng ra gọi điện sẵn ra rồi nhá, mới mua được con gà ngon thế này chứ con dai ra mua gà cũng dễ bị bịp lắm. Hôm nay ta mua thịt nạc vai xay mẹ ạ. Người ta cho định bịp lại còn cho thịt thăn nữa. Đấy lọc gà này, lọc gà khó phết đấy. Nói chung là bún lọc thất truyền này ngon là không phải là do tay người lọc gà đó nhưng mà là do tay người nấu. Ông lọc gà này thì là bình vôi thôi. Lý Thông cướp công Thạch Xanh không? Thôi nói nhiều quá, bà lại bảo đây đây, tao thả mày ra, tao cho mày tự lọc bây giờ chứ lại. Muỗi à? Để muỗi. Để lên gãi cho nó, cứ giơ chân lên đây. Xịt vào tí ở cái góc kia nó đỡ. Đấy, gà này. Sao cái bộ khung của nó vẫn cho vào đun được tiếp đúng không? Vẫn đun tiếp. Để ninh để lấy nước ngọt. Đấy, cái lọc này để con gãi cho. Gãi chân cho. Đậu phụ nó phải thế. Đùi đây. Thôi lọc rồi thôi, làm thì làm dấn nốt cho thằng con thôi thì thái luôn cho nó nhá. Ừ. Nó chỉ việc chén thôi nhá. Hồi xưa quý vị ạ, mẹ mình cũng bán phở gà, không biết là bà cũng giải nghệ này. Xưa bán phở gà cũng không phải là xuất sắc lắm nhưng mà cũng gọi là ăn được, ăn ok phết. Là mỗi tội là không bán hàng theo kiểu gian thương nên là không có lãi mấy. Thôi mày cứ tếu táo thế, trêu bà thì cho vui không? Nhanh phết đấy. Mà mình mà mẩn con gà này chắc đến lúc ông anh Duy, ông anh đến thì còn có khi chưa được ăn. Thấy cả lần nó tay đấy, chẹt nó là này. Bà lọc lõi như này, mèo có khi cũng còn chả có tí tít nào để mà gặm ở xương ấy luôn. Lọc phiến phiến thôi, lọc lõi quá mà, hả bà? Như là thế nó mới chuẩn à? Nó đỡ phí. Nhưng mà là phải dùng dao nhọn này đúng không mày? Dùng dao nhọn thì con gà này mới ngon. Chứ mình dùng dao to thì nó bị vụn miếng thịt gà, lúc thái ra nó không đẹp. Gà... sao nó thâm thâm đây bà? Rửa tay không, nó là con gà nó kệ nó. Chắc là chắc vừa bị ăn đòn đúng không? Đây là đến phần lưng à? Phần pháo câu. Pháo câu này mẹ nhìn là xem nó là người ta bỏ hoi chưa? Bỏ hoi chưa? Đi tí hoi. Ai để cho con chuẩn bị thớt chết cho mẹ thái rồi cho con nữa. Quý vị biết kiểu này gọi là kiểu gì không? Thương thì thương cho chót luôn. Luộc cái này là chín vừa. Vừa chín tới. Cơm vừa chín tới đấy. Vừa chín tới. Thế thì rồi mình chan nước nóng mà là. Có thì nó cũng mấy lên. Là nó cũng cháy mặt lên. Vâng. Ngon luôn đấy. Khi ăn thì mình cái trần nó lên thì là nó nóng với thịt gà nó ngon.
và lọc gà là mình chân chiếc cái toàn bị muỗi đốt bảo là đi dày đi tắt vào đấy, quá đẹp quá. Thôi mẹ thương, mẹ thương cho chót này, mẹ thái luôn cho con. Để con lấy cái đĩa rồi nhá. Cái đĩa nào? Đấy. Cầm mẹ con rau tây đây, con rau tây trắng. Đây bà. Thái này thì thực ra là mình cũng thái được đơn giản thôi, nhưng mà thôi mình lợi dụng được tí nào là lợi dụng luôn thì đấy. Thank you mốc mưu bà rất nhiều. Mày quá đấy, giờ không có bà mẹ đẻ thì có mà toi. Đây là cái khung người ta cho đi đủ tiếp. Đấy quý vị thấy nha, này nước canh này trong vắt này. Đúng là mua thêm 40.000 tiền xương lợn nó khác, ngọt dã man luôn. Vừa đậm đà vừa thơm, chuối nước mắm mà nhá. Thơm phức luôn. Nước mắm mà dậy mùi thật. Bây giờ công đoạn tiếp theo là ta sẽ thả mọc. Bước đầu thả mọc nhá, nhúng cái thìa vào nước canh tí này. Hơi mọc này của mình cứ viên to mà chơi thì... thả mọc, thơm cực kỳ luôn. Mọc khi mà nó nổi lên là chín rồi nhá quý vị nhá. Thả giò sống nữa, đây giò sống này quý vị. Mọc này với cả giò sống thì phân biệt với nhau là mọc thì nó có đốm đen ấy. Đốm đen của mộc nhĩ với cả nấm hương và thịt xay, còn giò sống thì chỉ là giò người ta xay ra thôi. Đấy, giò sống này. Thứ ba là vẩy ít nấm hương vào đây, thơm. Vị cho nấm hương mình nó thơm mà mình nó ngâm này. Đó đây. Bóng bì. Cho nốt vào đây. Quý vị ạ, thì sẽ tràn 3 bát lên thắp hương. Thắp hương ông bà. Mà chả hiểu quý vị nào có thấy ai thắp hương bằng bún bao giờ không? Thôi mình thì cứ đặt trần sao âm vậy. Xưa bà hay thích nấu bún mọc mà đãi khách thì hôm nay con lại nấu bún mọc lên thắp hương bà. Giò, lụa và chả quế cho vào nồi cho nó mềm. Một bát là cứ một chả một giò. Đây là bát thắp hương các cụ thì xinh xinh này thôi hả? Cho các cụ thêm 2-3 bên mọc này, ăn cho nó sướng. Rồi ta chan nước dùng vào. Thắp hương bà nội đây, xưa bà nội bà rất hay làm món này đây. Hồi xưa không biết là bà có người nào thắp hương bằng bún không, đây là mình trần sao bấm vậy thôi. Đấy quý vị ạ, bà nội mình hồi xưa là hay thích ăn bún mọc. Ngoài chả thắp hương bà thử bún mọc tay cháu làm nhá. Phù hộ độ trì cho cháu, cho nó bằng 5 bằng 10 năm ngoái bà. Mà bằng 10 bằng 20 càng tốt. Cháu xin tất. Ôi xài. Tuyệt vời. Bà ơi, cháu mời bà nhá. Mời ông, mời bà, mời các cụ. Ok rồi. Vâng thưa quý vị, hôm nay Duy đến nhà Dũng. Duy thì Duy rất là vui khi mà đi trên phố cổ thì thấy không khí nó cũng rất là sôi động. Chỉ khác mỗi là khách du lịch, người dân buôn bán thì họ đeo khẩu trang nhiều. Và Duy cũng rất là vui, anh em làm cùng với nhau. Càng ngày thì tình cảm càng đong đầy và giống như người nhà vậy. Duy cũng rất là trân trọng những cái này và Duy cũng rất là vui với cái cảm giác này. Hello. Hello anh. Em, xin chào, vâng, chào chị. Đây là chị, này là chị hàng xóm nhà em. Hàng xóm. Hàng xóm ai cho sang thử quả bún mọc. Thử ăn cùng đúng không? Đấy thì thật truyền anh ạ. Đấy rồi, anh thấy sao khi nồi bún mọc nhỉ? Ôi to quá. Bún làm là phải nồi siêu to khổng lồ chứ. Hôm nay em mời anh Duy Hà Nội phố và chị gái hàng xóm thử quả bún mọc thất truyền đi. Bún mọc mà ăn kèm với thịt gà. Vâng, nó bị món này đã bị thất truyền rồi anh Duy ạ.
Chị mới đến à hay là đến lâu rồi? Chị đến được một lúc rồi. Chị là hàng xóm ngay cạnh nhà em luôn. Em hỏi để xem có phải bạn Dũng này bạn ấy làm từ A đến Z hay không? Nhưng mà... À không, là thấy Dũng thì làm thì từ trước đây là làm lúc nào cũng rất là chuẩn chỉnh. À. Chính vì làm thấy cứ chạy ra chạy vào và thế em làm món gì đấy và thế em mời chị và sang ăn bún và là chị cũng rất là ăn nhiều nhiều nơi rồi nhưng mà chị chưa thấy kiểu ai làm mà cầu kỳ mà lại cẩn thận như cả như ở Dũng đây. Đấy anh này bún mọc này nước ở trong veo cả mọc cả gió à mọc cả gió bóng bì chả quế, chả quế. Rất nhiều ngon. Em mời chị đấy, đây mời chị ngồi ghế đây. Nhà em với nhà chị như nhau mà anh Duy. Hai chị em hàng xóm láng tỏi với nhau đây rồi. Hôm nay là có một vị khách mời đó. Đây giới thiệu mọi người đây là chị Giang, chị mới sinh năm 9. Chào mọi người. Chị mới sinh năm 98 đấy. Mới hơn 18 tuổi rồi ạ. Chị... Em mời chị Giang đi. Xin mời cả nhà cùng thưởng thức món bún mọc. Thất truyền rồi chị ạ? Bún mọc thất truyền. Thất truyền. Thật ra nó đã bị... Bị rất là mai mối nhiều rồi. Thất truyền là mai một nhiều lắm rồi chị ơi. Gà để em làm thì chanh. Tức là ngày xưa là các cụ cũng đã làm. Ngày xưa là làm anh ạ. Bây giờ người ta sẽ không còn bán. Tại vì bây giờ người ta làm đơn giản hơn, người ta bớt nhiều. Tức là Dũng còn thiếu cái món gì so với ngày xưa không? Hay là đủ so với... Đủ luôn. Đủ luôn. Full option anh ạ. À thế à, full option. Duy mời quý vị nhé, Duy sẽ thử cái nước dùng. Nước dùng rất là trong rồi và ít béo. Chị cũng thử. Chất lượng đấy chị nhỉ? Chất lượng quá ngon, tuyệt. Em mua con gà em không nghĩ rằng là em mình hàng xóm mình lại làm lại hấp dẫn mà ngon như thế này. Nước này là nước xít gà đúng không? Nước gà em mua đây là nước xương lợn nữa anh ạ. Cả xương lợn nữa. Ở hầm của gì mà trong đấy, cái nước béo đấy. Đấy nó là ngách người. Thấy em cứ chạy ra chạy vào bảo là em không hiểu hôm nay làm món gì đấy và hôm nay em làm món bún mọc. Em muốn mời chị tham gia vào ăn thử xem là đánh giá nó đánh giá công nhận chị thấy là ngon. Mà bật mí với quý vị nhá, bà chị Giang này có một món nữa là món bún Lào cũng ngon, bún Lào anh ạ, anh ăn thử. Bún Lào. Bún của người Lào. À đấy ạ. Chị bán ở đâu? Bún. Không, chị thì không bán, hiện tại chị là có cửa hàng bán về đồ thủ công mỹ nghệ. Dạ, cho người giờ khách nước ngoài, khách du lịch. Dạ, nếu mà quý vị mà có thời gian thì đến 42 Hàng Mành, cửa hàng Miss Erotic là chị là bán về tất cả các mặt hàng về thủ công, đồ bát tràng, đồ mỹ nghệ, cả áo dài dân tộc, rồi là váy dân tộc, nói chung là tất cả các vùng miền dân tộc. Thế hay quá. Hôm nào phải đến quán chị Sương. Hôm nào chị cũng bao giờ bị gì à? Không, chị ăn thế này thôi. Ăn thấy rất là ngon vừa. Không cần phải thêm đến nữa. Không, chị chỉ cần cho thêm tương ớt là vào là ok rồi. Nước anh thấy hơi nhạt. Chính vì nhạt mình mới thấy được cái độ mình cảm nhận của được nó. Vâng, độ ngon, cảm nhận nó dễ hơn. Kiểu nó tự nhiên. Vâng. Vị nó thanh, nó tự nhiên. Quý vị nhá, nhiều quý vị cứ bảo là anh Duy hay đến nhà mình. Thực sự là trước những video mà làm một cái gì đấy là mình phải qua, gọi là hai anh em cũng là bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng rồi. Đúng rồi. Gọi là cùng hợp tác với nhau để tạo lên một cái video nó lý thú và ai cũng vui vẻ với nhau khi mà xem xong video. Đấy, cái điều đấy là điều mà Duy quan trọng. Duy cũng rất là thích cái câu của Dũng, người với người là bạn. Nhưng mà Duy còn mong muốn đã chơi với nhau, đã cùng đồng hành với nhau thì nó trở thành bạn theo đúng nghĩa chứ không thêm chữ bè vào đấy nữa. Bạn thân là, nhưng mà thân anh ở đấy lo. Ủa chị Giang hôm nay sang nhà em béo ăn ổn ẻ đấy. Ăn rồi đâu lần đầu tiên ăn lên. Không ăn phải vừa ăn vừa thưởng thức. Chứ nếu mà ăn mà nhanh quá thì mình không cảm nhận được. Mình phải ăn từ từ để thưởng thức được món ăn của hôm nay nhà em có cơm nguội anh có định trộm đâu. Đúng rồi. Okay. Cái này mà ăn với cơm nguội nó tuyệt vời. Cái bóng này này chị cũng rất thích ăn. Dũng làm cẩn thận đâm ra cái miếng bóng nó cũng không hôi nhỉ? Không hôi mà nó trắng. Mà nó kiểu nhìn rất là hấp dẫn, ngon. Kiểu nó rất là nhiều bong bóng rồi khi mình nhúng vào cái nước nó ngấm ở trong đó khi nhai nó tạo cái tiếng sộp sộp, thấm tương ớt hoặc là chanh. Ăn nó đậm đà. Em làm bát này là bát kiểu ít bún nhiều nhân đấy. Chả quế anh ạ. Chả quế. Chất lượng nó nhiều. Chị ăn người hàng có bát nào có cái chất lượng như thế này không? Chị ăn rất nhiều nơi, thường thường người ta không có những cái như kiểu chả quế này ra giảm nhiều như này.
Sở Dũng thì lại làm rất là nhiều món kiểu về gia giảm nhiều mà ăn rất là ngon mà nó không bị kiểu như là kiểu ngán hay là gì? Đây đấy. Thì kiểu lúc này nó trong mắt mà. Đây, đấy. Đây. Mà chị đi đâu chị sợ nước béo lắm. Béo cho lên nước trong đây là chị thấy rất là thích. Đấy, quý vị thấy rất là hợp lý. Chị Giang mình rất sợ béo, rất sợ nước béo. Chị Giang chị Tám ấy rất sợ béo, người chuẩn như này là siêu nạc như này. Sợ nước béo. Bao nhiêu năm giữ mãi người này ấy chứ. Ở đây là hàng xóm nhà mình là hai cứ có món gì ngon là cứ hay gọi ý ới sang nhau phải không? Được cái là chị em hàng xóm với nhau thì rất là thân nhau cho nên là hôm nay thấy Dũng cứ tất bật mới hỏi là không hiểu là em mình nấu món gì mà cứ thấy cứ chạy ra chạy vào. Bảo là thế thôi, nếu mà chị ấy thì em mời chị vào ăn bún mọc em làm. Chính tay em làm luôn. Mà ăn nó rất là hòa quyện vào nhau chứ nó không bị kiểu một đặc trưng riêng về cái gì đấy. Ăn nó không, nó hợp vào luôn. Thế tâm gian này bị mai mối nhiều. Bây giờ em mình mới lại khơi lại ẩm thực Việt Nam thì không bao giờ là hết được cái lưu truyền. Thực ra ở ngoài giờ nó nấu cải biên nhiều cho nên là mình ăn mình cũng không thấy được, không cảm nhận được. Nhưng đúng thật chị ăn ở đây thấy khác hẳn. Ok đúng không chị? Ok. Anh có thăng điểm gì cái món này nữa không? À tuyệt vời. Nếu mà có thăng điểm thì cho 10 thôi chị nhé. Đừng phải đắn đo. Chất lượng nhiều quá, chị ăn mãi không hết. Cho đấy. Đấy cũng là cái điểm trừ đấy, em thấy là nó chất quá. Chất quá mà. Nhiều mọc, nhiều giò. Đấy. Chỉ điểm khoảng 1-2 cái ăn. Đấy, điểm tâm thôi, đây là em làm nhiều, tâm ra là ăn mãi cũng chưa thấy, vẫn còn. Nói thật là mỗi lần mình mà nấu thì em thích nấu kiểu nồi to luôn. Nếu để mình mời hàng xóm hay là mời những người xung quanh. Chứ bây giờ một công nấu em đặt anh nấu nồi bẹp tí à, ôi chẳng đây, may nếu mà Dũng mà không mời chị hôm nay thì chị đâu có biết được tay nghề Dũng nấu ăn như thế nào đâu. Người ta ăn hết thì đúng không? Hôm nay mới lần đầu tiên mang tiếng hàng xóm, rất nhiều lần ăn nhưng mà không có thời gian gặp nhau mấy. Đấy chính vì dịch thì đâm ra chị cũng là trước mắt là nghỉ tạm. Để một thời gian cho lắng động chứ bây giờ mà khách nó vào chẳng may khách vào mà lại bị dính vào thì mình cũng không muốn. Dính vào mà là người ta bế chị đi cách ly luôn đấy chị ạ. Đấy. Ảnh hưởng đến mọi người mà lại nhất là kể cả chủ nhà nữa, thế cho nên là thôi mình giữ hết tất cả cho đại gia đình. Quý vị thấy không, đại dịch cái này thì chúng ta có nhiều thời gian với nhau, như hôm nay cũng là cái cơ hội đúng chị để hàng xóm sang chơi với nhau mà đặc biệt là được trò chuyện với ăn những cái món ngon này mới biết được là cái tài lẻ của những cái người bên cạnh của mình còn rất là nhiều, cho nên là mọi người hãy cởi mở với nhau. Chắc là sẽ còn nhiều món nữa, chị sẽ còn được thưởng thức được thôi nhiều món. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Chị không dừng lại ở đây mà phải nhiều món nữa vì bây giờ đang thời gian nghỉ dịch mà. Ngồi đâm ra chị phải có thời gian nhiều gặp nhau đấy. Ăn thôi. Cảm ơn Dũng đã làm món ăn rất là ngon. Cảm ơn chị Giang đã có mặt ở đây hôm nay, gọi là có một cái không khí thực sự rất là vui vẻ, tình cảm. Vui vẻ. Quý vị nhớ chia sẻ video để lan tỏa cái tinh thần này vào cái mùa đại dịch nhé. Và mọi người hãy nhớ tự bảo vệ chính bản thân mình với lại gia đình mình bằng cách không tập trung nơi đông người này. Đi ra ngoài thì nhớ đeo khẩu trang. Nhớ nhấn like trang Facebook Hà Nội Phố cũng như hãy nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Và đừng quên gọi điện cho Duy theo cái số điện thoại Duy để trong phần mô tả cũng như trong cái bình luận của video. Hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm sắp tới. Quý vị thấy nhá, không tập trung nơi đông người nhưng mà cứ đến nhà nhau ăn uống thôi đúng không anh? Không, cùng lắm chỉ là ba chị em này thôi là được rồi. Có video là mình sẽ mời bà chị ra ngày làm quả bún Lào anh em sang thưởng thức anh ạ. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.